mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kiến thức về uh, cục sạc nhanh nha các bạn. Ngày nay uh, các bạn uh, sử dụng smartphone nha các bạn. Cho dù các bạn dùng uh, cái model như uh, Của hiệu uh, Oppo nè, Samsung, LG hoặc là nhất là iPhone nha các bạn. Để các bạn quan tâm để ý cho mình cái gì? Ngoài cái tính năng mà cái cấu hình của cái điện thoại các bạn, các bạn như uh, chip uh, chip vì xử lý á, vì xử lý rồi à, bộ nhớ bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, bộ, hoặc là như còn còn à, cái máy iPhone đó là nó nói nó sẽ đề cập đến đề độ cứng nha các bạn nói chung là nói chung là phần phần cứng điện thoại á như mấy máy như mấy sản rồi thì người ta sẽ ví dụ nâng cấp lên uh, dung lượng ram, rom hoặc là, là cái thẻ bộ nhớ ngoài á cái thẻ micro sd á, nó sẽ tăng dung lượng lên hoặc là cái vấn đề và ổ cứng của mấy iPhone đó các bạn iPhone không xài không xài mấy cái thẻ micro SD nha các bạn mà người ta sẽ dùng ổ cứng nha thay cho micro SD thì nó tăng cái dung lượng lên nha rồi nó tăng cái chip vi xử lý lên tăng cái tốc độ xung xử lý các bạn với lại cái bộ nhớ ram á ram ram là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên các bạn nó sẽ tăng dung lượng hết lên hết nha thì chúng ta cần quan tâm á cái đó là tiêu thụ pin nha các bạn. Tiêu thụ pin ở đây á là đồng nghĩa với cái cái smartphone nó đa chức năng nhiều chức năng hơn thì cái dung lượng pin á, như cái này pin iPhone nè, nó sẽ tăng dung lượng pin Dung lượng pin nó càng ngày càng càng lớn nha các bạn. Dung lượng nó khoảng uh, mấy ngàn ampe nha các bạn, mấy ngàn mAh nha. Đây là pin pin Samsung ha. Nói chung là các pin pin lithium ion đó các bạn, là pin điện xài, xài chung cho các cái điện thoại, máy tính bảng hoặc là smartwatch đó các bạn, cái đồng hồ đó, đồng hồ thông minh đó. Thì ngoài cái dung lượng pin á, dung lượng pin sẽ từ tăng tăng cường nha các bạn. Rồi các bạn nhiều bạn đó, người ta còn đi kèm theo á, các bạn chú ý là lựa chọn cái cục sạc nha các bạn. Cái cục sạc cục sạc dự phòng á cục sạc dự phòng này sẽ luôn luôn lúc nào cũng các bạn một số bạn các bạn ông thủ bên người á nha đi kèm với cái smartphone nha các bạn à, ngoài các tiêu chí mà các bạn lựa chọn về dung lượng pin nha các bạn những cái điện thoại đó xài xài cái cái dung lượng pin nó khoảng bao mấy ngàn mAh uh, giờ mmh, hoặc là cái các bạn uh, đi kèm theo cái cục sạc dự phòng này nè cho những cái lúc mà các bạn cần uh, nguồn điện á thì các bạn uh, cái vấn đề không kém là các bạn kiểm tra uh, yêu cầu các các bạn cái cục sạc nhanh đấy các bạn đây nè các bạn thấy không đây là một cái cục sạc nhanh nha các bạn hôm nay mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề đó là mà, nhưng mà mình sẽ nói về cái vấn đề sạc nhanh nha trên tay của bạn á đây đây là một cục sạc nhanh nha các bạn Rồi, còn đây là một cục sạc thường nha các bạn. Hai cục sạc này á nó cùng là của hãng Samsung hết nha các bạn, sạc chính hãng hết ra. Đây nè. Có một bạn trên YouTube á, có hỏi mình uh, cách uh, phân biệt sạc nhanh sạc thường các bạn. Sạc thế nào sạc nhanh thế nào sạc thường. Và cái, cái các bạn hỏi cái cổng á, tại sao cái sạc thường sạc nhanh các bạn. Đây nè. Tại sao cái cục sạc nhanh các bạn? À cũng giống như sạc thường nha, cũng có một cái cổng uh, USB ra thôi. Đây nè, cũng có nhìn nhìn sơ bộ qua nó cũng hơi giống nhau nhưng mà tại sao uh, trên cái cục sạc thường các bạn. chứ cục sạc thường nó nó ghi nó, nó, nó ghi thông, thông số này nè. Đây nó chỉ ghi ngõ ra là 5 v 1A thôi. Còn bên cục sạc nhanh đó các bạn, nó sẽ ghi nó ghi cho mình là 9V nè, output nào ngõ ra nè các bạn. Output ngõ ra là 9V nè các bạn. 9V 1.67A ha. Hoặc là 5V hai mAh nhé các bạn. Để các bạn chú ý cho mình cái gì? Để các bạn không hiểu là cái, cái, cái giá trị này như thế nào và cái cục sạc nào thì, cục sạc nhanh, thuộc sạc thường. Thì mình cho một số, một số cái máy các bạn, cái cục sạc này nè, nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Các bạn quan sát cho mình nha cái cục này cái lớn hơn nha các bạn cái thứ hai đó là đây nào các bạn cái tiêu chuẩn sạc nhanh của samsung nha các bạn adapter nè adapti nè Active fast charging nè các bạn là các bạn nhìn cái biểu tượng sấm sét này nè các bạn khi các bạn mà có cái thấy cái biểu tượng sấm sét này nè là, là các bạn xác định là cái cục này sạc nhanh nha các bạn cái, cái cục sạc này có chức năng sạc nhanh nha ngoài ngoài ra các bạn mua thì trên ngoài thị trường đó, rất có nhiều rất nhiều hãng đó, sẽ bán cái cục sạc nhanh cho các bạn nha như nhất là cái hãng Oppo Oppo các bạn hãng trung quốc Oppo, là xiaomi hoặc là huawei hay là rất rất nhiều hãng mình mình nói xin nói về cái cái vấn đề sạc nhanh của samsung nha các bạn đây nè thứ nhất là các bạn nhiều khi cái 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 lô cái xét biểu tượng sấm xét này nè là cái cách thứ nhất là các bạn xác định cái cục sạc này sạc nhanh hay sạc thường nha như cục sạc thường nè nó không có biểu tượng sấm xét nha các bạn còn sạc nhanh là nó sẽ có biểu tượng sấm xét cho mình nha. Đây nè. Adaptive Fast Skin các bạn, là sắp biến tượng sấm xét là sạc nhanh nha. Còn cái vấn đề thứ hai á là các bạn muốn sử sạc nhanh sạc, 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 thường á là các bạn nhìn cái ngõ ra output nè các bạn. Kiểm tra cho mình ngõ ra output nha. Output ở đây á sạc thường các bạn, nó chỉ có một giá trị thôi nha, là 5V. 5V 1A đúng không? 1 5V 1A thôi. Còn đúng đối với vấn đề sạc nhanh đó, trong cục sạc nhanh đó cái ngõ ra bút các bạn nó sẽ có gì giá trị nha 9V 1,67A hoặc là 5V 12A nha các bạn đây là các bạn biết giá trị này á cái giá trị này nó nó đi kèm với một cái hai ấy đi kèm support cho hỗ trợ nha các bạn hỗ trợ cho hai vấn đề từ cái sao cái mấy cái, cái mô máy Samsung các bạn nó sẽ không đây nè nó sẽ đi kèm với cái cáp là cáp các bạn USB Type C nha cái port này port ở cái cổng cáp USB C. À để mình nói sơ qua luôn cái này là cái này gọi là cục sạc nha các bạn. Cục sạc, còn cái này là cáp sạc nha các bạn. Cái cáp USB nè. Mình giới thiệu sơ qua luôn nha. Cái cáp USB nha các bạn. Cái này mà các bạn có thể gọi là cáp sạc còn cái cái này gọi là củ sạc nha các bạn, củ sạc. Củ sạc nè, cái này cáp sạc nè. Cái cáp sạc có đối với máy Samsung đó các bạn hay là mấy Android bây giờ là nó sẽ đa phần bây giờ nó sẽ chuyển qua từ cái USB uh, micro USB các bạn bây à, giờ nó sẽ chuyển qua cái USB Type C nha các bạn cái cổng micro USB các bạn đây nè nó sẽ đi đồng bộ nha các bạn đây là cái cái đây là cái, cái cáp uh, USB Type C nha các bạn USB Type C còn đây là cái cáp nè cái cáp uh, micro USB nha các bạn, cái cáp sạc 5 chân nha các bạn, là cái máy samsung hoặc là cái máy android á, android là hôm xưa cái đời đời uh, hồi trước đó các bạn là nó sử dụng cái cáp uh, USB uh, micro USB nha các bạn, bây giờ nó chuyển qua Các uh, cái đầu cáp sạc của USB Type C nha, tốc độ sạc với chế uh, độ truyền dữ liệu nó tốt hơn so với cái cáp sạc micro USB nha các bạn, còn một cái cáp là cáp sạc nữa dành cho cái máy uh, iPhone nha các bạn. Đây nè, cái máy dùng, dùng, dùng cho máy iPhone này là cáp sạc uh, Lightning. Lightning này dùng cho iPhone, iPad nha các bạn. Rồi các bạn phân biệt chú ý nha. Còn vấn đề nữa là có vấn đề là mua các bạn nên mua mua đồng bộ nha các bạn, mua chính hãng nha. Mua cái cáp sạc chính hãng nè Tại vì, uh, nếu các bạn mua không đúng á các bạn. Mua cái cáp mà trôi nổi trong ngoài thị trường á hoặc là cái cái cá, cái cáp mà không chất lượng nha các bạn tại vì bên trong á, sẽ có một mấy cái lõi đồng nha các bạn di đồng ha như bên trong cái mấy cái này là các bạn nó có bốn bốn cái đường nha các bạn bốn cái đường bớt nha à, đường v, với, với cộng nè v trừ nè rồi đường, đường hai đường tín hiệu ở giữa nè các bạn nên à, để à, giao tiếp máy tính á nên mấy cái này nè các bạn cái cáp cái chuẩn USB các bạn cũng có bốn cái đầu nha bên trong là sẽ có những sợi dây điện các bạn. Nếu mà các bạn mua hàng mà không chất lượng á, hàng kém hàng chơi nổi ngoài thị trường á, không phải chính hãng thì cái cái lỗi nó chế tạo cái lỗi dây điện nha bạn, cái lỗi dây điện ở dây đồng ở trong á, cái tiết diện nó nhỏ các bạn và cái chất lượng nó không đồng đều đồng nhất á, nên cái nó sẽ hạn chế được một phần nào cái cái tác dụng sạc nhanh các bạn. Có thể là cái dòng cường độ dòng điện á nó chạy qua cái cục sạc đó nó cung cấp cho cắm như khi các bạn cắm vô điện thoại á, nó sẽ giảm nhau bạn nó sẽ hạn chế cho cái đường điện ha từ rồi còn thứ hai á, là điện áp nó sẽ bị sụt giảm nha các bạn nói chung là không không đảm bảo an toàn nên các bạn nên các bạn đã lỡ có mua sạc nhanh là mua cáp sạc tốt cho mình nha nếu cái cái, cái, cái sạc tính chính hãng là càng tốt ha còn không thì các bạn mua cái cái, cái cáp dịch bị tốt cho mình ha đồng bộ với cái cục sạc của sạc nha các bạn như các bạn uh, xài uh, iPhone đi các bạn uh, cấp này lên là chính hãng ha hoặc là cái nhà lựa cái chọn cái nhà cung cấp nào tốt nhất nha các bạn. Còn không có thì các bạn mua như uh, mua Samsung đó thì có cáp sạc riêng hoặc là cái uh, cái cáp uh, sạc của cái cục cụ sạc của Apple nha các bạn. À, trên hiện hiện nay thị trường các bạn có nhiều rất nhiều loại nha các bạn. Nhưng mà theo tiêu chuẩn chính đó là của Quick Charge các bạn, tiêu chuẩn Quick Charge là dành cho các máy uh, của cái chip Qualcomm nha các bạn. Cái máy mấy cái máy smartphone á dùng chip Qualcomm với nha, à, CPU của các bạn, chip Qualcomm ha, Đùng chip Qualcomm. Còn cái uh, một cái tiêu chuẩn nữa là cái cái, cái cái đây là cái cục sạc của của Samsung nha các bạn. Đây nè. Nó sử dụng cái chuẩn qua Adaptive Fast Charging nha các bạn. Các bạn thấy không? Fast Charging này. Là cái cái cái, cái dòng dạ, này nó sẽ cái tiêu chuẩn riêng của của Samsung các bạn. Samsung nó sẽ tăng cái cái điện áp lên nha các bạn. Tại vì cái công suất á công suất sẽ nó nó công suất cục sạc đó, nó sẽ tính được bằng cái giá trị à, uh, điện áp và hoặc nhân với giá trị cường độ dòng điện nha các bạn. Đây nè. Ở đây mình có ghi ra các bạn. Cái công suất của cục sạc nhanh các bạn công suất của một sẽ nhân ra b bằng b bằng u nhân y nhé các bạn u u là cái hiệu điện thế điện điện áp ngõ ra nha các bạn đây nè quan quan tâm cho mình cái điện áp ngõ ra nha đây là điện áp ngõ ra nha bạn cái điện áp ngõ ra chín v nha các bạn chín v và một phẩy sáu nha các bạn cái này một sáu bảy còn 5 v á là hai nha các bạn đây nè khi mà cái cái, cái này sao ấy cái cái chín v này á các bạn cắm cái cáp USB Type C các bạn cái cáp USB Type C đó cái đầu đầu cáp mà đây nè khi các bạn cắm cái cáp USB Type C vô cái mấy cái máy mà khối chạy nhanh đó là nó sẽ ra cái điện áp này nào các bạn chín vôn quay vòng một phẩy một sáu bảy mà khi mà các bạn cái, cái không phải cái cáp USB Type C các bạn mà các bạn dùng vào cái cáp micro USB các bạn đây nè các bạn dùng cái đầu cáp micro USB này á thì cái giá trị sạc á nó sẽ không ở còn ở 9V nha bạn nhưng mà nó sẽ tăng cái dòng lên nó sẽ là 5V nha các bạn 5V và 2A nha các bạn bên trong này á nó sẽ có một con đây nè đây mình nói sơ qua cái cái hộp sạc này à. cái tiền tình cái uh, lịch sử của cái cục sạc các bạn lịch sử của bên trong cục sạc này các bạn đây là cái cục sạc bình thường các bạn sạc đầu tiên luôn nha đây nè bên trong cục sạc này là nó dùng uh, bình thường đầu tiên đời đầu đầu các bạn là sạc thông thường á là nó sẽ dùng chén to nha các bạn chén to này là hai chân cái chén to một chân chén to tạo sung nè các bạn một con con kích sung nha các bạn như con, con, kích sung ấy là dùng nó tăng dòng điện lên là dùng uh, 13001 nha 13003 nha các bạn trong mấy bài mà sửa sạc các bạn sạc LC sạc iPhone hay sạc gì á à, cái cái hướng dẫn sửa chữa mình đã hướng dẫn các bạn sửa mấy sạc này rồi nha các bạn và sau á cái đợt, về sau nó sẽ nâng cấp lên nó không xài cái chân hai chân to này các bạn mà nó sẽ nâng cấp lên nó sẽ dài đây, đây nè nó sẽ dùng cái con IC dao động nha các bạn IC xung uh, dao động nha đây là hai con IC xung dao động nó sẽ thay cho hai con giá to này nha các bạn mà chức năng cũng tương đương tương đương, tương đương, tương đương nhau nha các bạn nhưng mà cái đợt, cái dòng ra nó vẫn khoảng tầm một ampe giờ trở xuống nha các bạn nó không tăng lên nha còn bên trong á cái đời đời thứ hai các bạn nó sẽ tích hợp nó thay thế hai con chá to này nha còn cái đây nè còn đây các bạn mỏ bên trong cái cục sạc nhanh ra các bạn Đây nè bên trong cái cục sạc nhanh này á Cục sạc nhanh này sẽ có cái Cái IC này các bạn IC này sẽ quản lý cái dòng app này mà Đây nè Nó sẽ quản lý IC cái điện áp nó ra luôn nha bạn Như các bạn Cái đầu ra các bạn như các bạn cắm USB Type-C Nó sẽ là 9V Và 1 6 a hoặc là các bạn cắm cái đầu ra 5V nha các bạn 5V cho 2A lại đối với cái các micro USB nha các bạn đó cái cái, cái ra cái cáp USB cái đầu USB này chỉ có một một đầu thôi nha các bạn là cái con IC này á nó sẽ điều tự động điều chỉnh nha các bạn nó điều chỉnh tại vì trong cái đây nào mấy cái máy mấy cái máy đây nè ví dụ như cái máy này đó mấy cái máy mà các bạn mua và các bạn ra cửa hàng á người ta sẽ bán hỏi cái máy này có, có cái chức năng sạc nhanh không nó sẽ có biểu tượng này các bạn xâm xét nè cái pin nè phát sạc pin phát sạc các bạn là cái những cái máy nào đó là tất cả cái máy đó là có cái biểu tượng sạc các bạn đọc trên cái cái, cái tờ giấy hướng dẫn giới thiệu đó, hoặc là cái logo mà mấy cái cửa hàng đó, nó sẽ bán cho các bạn có là các bạn xác định được đó. là cái cái máy đó có chức năng sạc nhanh hay không nha rồi các bạn tao đo đọc cái thông số như dòng điện rồi điện áp ra ra bao nhiêu đó các bạn đó là đối với những cái máy mà có cái sạc nhanh đó các bạn muốn sạc nhanh đó là cái máy đó cái máy đó phải hỗ trợ sạc nhanh là điều tiên quyết nha còn cái máy những cái máy mà không hỗ trợ sạc nhanh mà các bạn sạc cục sạc nhanh đó là cái cục sạc này chỉ là chiếc sạc thường thôi nha đây nè ví dụ như cái các cái bạn có một cục sạc nhanh nha ví dụ gọi sạc nhanh mà các bạn sử dụng cái máy bình thường thôi cắm sạc vô cái cổng này cổng micro USB thì lại nó chỉ có chức năng sạc thường thôi nha nó không có chức năng sạc nhanh nha các bạn từ bên trong á đây nè có con chip nè các bạn bên trong bên trong đây nè có con chip nó sẽ quản lý nha các bạn đây nó nó sẽ quản lý cái cái vấn đề sạc nhanh nha các bạn là cái điện áp cắm vô á. nó sau đó có con CPU của bạn các bạn cắm vô là nó sẽ đồng bộ nha nó giống Citronai á nó sẽ tự nhiên nó sẽ nhận biết được cái cái cục sạc nó sạc nhanh hay sạc thường nha các bạn rồi nó nó sẽ điều chỉnh cái điện áp dòng điện nè cái con ic này nè nó sẽ điều chỉnh tăng uh, điện áp tăng dòng điện lên nha các bạn đó là cái tiên quyết đó là các bạn kiểm tra cho mình nha cái uh, cái máy á, cái, cái điện thoại các bạn mua về á, có phải họ có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn còn cái thứ, vấn đề thứ hai á, là các bạn uh, là giao cục sạc nhanh đó các bạn nên mua đi mua mua đồng bộ với ấy ví dụ như cái máy của bạn á là các bạn sao mua cái các bạn xài cái máy uh, Oppo đi Oppo thì các bạn mua cục sạc Oppo nha các bạn còn, các bạn các bạn Samsung nè cái tiêu chuẩn Samsung nó khác nha các bạn tiêu chuẩn Samsung nên là nên tôi về nhà sản xuất nó, nó sẽ đã tính toán kỹ sẵn rồi đây là cục sạc Samsung nè nó, cái tiêu chuẩn của nó là phát sạc riêng nha các bạn còn đối với dùng nó chỉ hỗ trợ support cho mấy cái chip của nó sản xuất nha các bạn còn đối với những mấy cái cục sạc mà dùng sạc uh, các bạn, cái tiêu chuẩn quick sạc á, cái này là phát chặt kia nha bạn, còn quick sạc là nó sẽ giữ support cho cái máy những cái máy của cái chip con com nha các bạn. Vì xử lý chip con com ha. Nên các bạn chú ý sơ 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 bộ cho mình nha. Các bạn là người sử dụng á các bạn nếu mà không phải là uh, kỹ thuật viên hoặc là dân chuyên nghiệp á các bạn cứ kiểm cái cái cái, cái, cái tốt nhất đó các bạn mua cái sạc nào mua ví dụ à, mua điện thoại nào thì có đi, đi kèm cục sạc đó cho nó an, an toàn nha các bạn cũng đỡ ở đây á à, một số cái smartphone hiện đại như cái iphone nha các bạn Hoặc là iphone có hỗ trợ hỗ trợ sạc nhanh không cái câu trả lời là có nha các bạn iphone hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn rồi nó còn sắp cái hỗ trợ cái sạc nhanh của bên thứ ba nha các bạn bên thứ ba bên thứ ba là ví dụ các bạn có cái cục sạc nhanh của samsung các bạn, cắm vô rồi cũng được các bạn nhưng mà nó đi đi kèm với cái đầu chuyển nha các bạn đầu chuyển như cái, USB C nó chuyển qua đầu Lightning là nó cũng hỗ trợ cục sạc nhanh nha các bạn là cái mấy cái máy iPhone nữa bạn đây là mấy cái máy iPhone như vậy á iPhone như vậy thì nó cũng sẽ support cái sạc nhanh cho các bạn nha các bạn không mấy cái máy iPhone nó đời mới nha các bạn nhớ cái máy đời mới mới sau này á là nó sẽ support cho bạn nha hỗ trợ cái máy cục sạc nhanh mà ở bên thứ ba cái bên thứ ba là cũng không phải là cái hàng sạc nhanh của chính hãng của iPhone nó sẽ cung cấp cho bạn mà các bạn các bạn uh, xài cái ví dụ có thể sử cục sạc khác của hãng Samsung Samsung hoặc là của Oppo nha các bạn nhưng mà cái, đi kèm với đó các bạn phải có đầu chuyển nha đầu chuyển đổi ok là nó sẽ vẫn là có chức năng sạc nhanh nha các bạn còn hiện nay uh, sạc nhanh đó các bạn ngoài cái Samsung đó nổi tiếng nhất là cái cái tiêu chuẩn của của uh, uh, Quick chart, các bạn, quýt chặt uh, dành cho chip con con hoặc là mấy cái uh, sạc á. Uh, những cái này của Samsung nè các bạn, fast skin các bạn. Adaptive nè, uh, fast skin nè, dùng cho cho những cái máy Samsung nha các bạn. Còn uh, một số các máy uh, mình thấy cái hiệu suất đi đầu các bạn, hiệu suất đi đầu là của cái cái hãng của, của uh, Apple nha uh, các bạn. Apple uh, Apple là tiêu chuẩn của nó có ra hai tiêu chuẩn nha các bạn. Đây nè Cũng có sạc pin nhưng mà cái hãng Oppo các bạn Oppo Cái hãng Oppo nè Oppo đó các bạn Oppo này đó, nó có hai hai cái chế hai cái tiêu chuẩn nó sẽ là đây nè của nó là có nó sẽ chi tiết tới hai cái tiêu chuẩn các bạn với VOC nha các bạn à, và cái thứ hai là super VOC nha các bạn cái hãng apple này nó nó đi đầu nha các bạn nó, nó cũng khá nổi tiếng nha các bạn nó sạc so với hàng Samsung á nhiều khi nó nó cái sạc còn nhanh hơn của sạc cái cái cái, cái chức năng phát uh, sạc pin của Samsung nha các bạn đây nè apple các bạn Apple có hai tiêu chuẩn nha bạn, VOC và Super VOC nha bạn. VOC cái là cái đời đời đầu đời nói chung là nó chế tạo đầu tiên nha bạn. VOC cái dòng sạc, cái dòng sạc cái điện áp sạc các bạn, nó nó sẽ ở mức khoảng 5 v nha bạn. Cái Samsung, Samsung của mình á là nó nó phát triển nó, nó sẽ tăng cái điện áp lên nha bạn, tăng điện áp lên. Đây nè cái công suất các bạn công suất ra đầu ra tăng điện áp lên hoặc tăng độ dòng điện lên các bạn cái samsung nó đi đi theo cái hướng là tăng cái điện áp lên còn cái cái Oppo này các bạn nó sẽ tăng cường độ dòng điện lên các bạn Super cái VOC này các bạn là cái mấy mô nó nó sẽ hỗ trợ sạch nhanh đầu tiên các bạn còn về sau nó sẽ chế tạo cái cái nó tiêu chuẩn là Super VOC các bạn là cái dòng những cái, cái dòng smartphone đó, cao cấp hơn tiêu chuẩn nói chung là dòng hiện đại hơn các bạn, mất tiền hơn nó sẽ dùng cái super VWC nha các bạn, nó tăng cái dòng sạc lên các bạn, công suất cũng tăng lên nha. Bạn. Nếu Apple nó sẽ có hai tiêu chuẩn này nè, là hai tiêu chuẩn ấy. Về sau mà không biết về sau nó sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng mà bây giờ là super VC là ok nha bạn. Như vậy là Samsung các bạn, nó đi theo hướng là tăng điện áp lên các bạn. Còn về Apple nó đi theo hướng tăng cường điện lên ha. Nhưng mà ngày hiện tại bây giờ nha các bạn, nó sẽ không phân biệt cái này á. Mà bây giờ nó sẽ nó sẽ quy ra một cái công cái cái cách tính khác là cái, cái tính công suất nha các bạn, công suất nó ra nha. Công thức ở sao? À hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tính công suất nổ ra của cái cục sạc à, ấy nha các bạn. Bất kỳ cục sạc à, sạc nhanh nào nha các bạn. Các bạn quan, quan quan tâm cho mình đó, cái điện áp đầu ra và cái, và cái cường độ dòng điện đầu ra nha các bạn. Cái công thức tính đó các bạn có bằng B U nhân y nha các bạn. B nè công suất nó ra b sẽ bằng u nhân y nha bạn đúng không tại vì các bạn mua cục sạc nhanh các bạn cái cục sạc nhanh nhiều khi nó không có ghi công suất nha bạn nhiều khi đó, các bạn kia đây nè cái cục sạc nhanh này như cục sạc của samsung đi các bạn thấy nó đâu ghi công suất rồi đúng không nó chỉ ghi à cái điện áp nó ra nè, output nó ra nè các bạn. Auto cái này ở đến input nè, input auto là 100 đến 240V nè. AC cái nguồn AC nha các bạn. Còn cái tần số á, frequency các bạn là tần số là 50 60 Hz nè. Nhưng mà cái output đó bạn, output nó ra là 9 9V nó 1.67A hoặc là 5V 2A nha các bạn. Là cái là các bạn không biết cái cái cái, cái ổ cái cục sạc này không biết mình mua cái công suất nó bao nhiêu bây giờ mình chỉ quán chưa nhiều nhiều sàn người á người ta chỉ chú chú tổng công suất từ cái công suất các bạn đây nè ở đây là b các bạn b u như nghi các bạn công suất càng lớn á cái công suất càng lớn thì cái thời gian sạc nha các bạn nè cái công suất càng lớn thì cái thời gian sạc pin đầy càng nhanh là nó sẽ rút ngắn cái thời gian sạc nha các bạn cái thời gian sạc nó càng giảm nha nó tỷ lệ nghịch với nhau nha các bạn cái công suất càng lớn là ui càng lớn thì cái lực điện nó nạp vô cái cục sạc cục pin cho mình đó là nó sẽ rút ngắn lại các bạn tại vì bình thường á ví dụ các bạn sạc cái cục pin đó là là khoảng một tiếng nó đầy đi nhưng mà cái đối với cục sạc này đối với cục sạc mà cái công suất càng lớn đó các bạn sạc trong vòng khoảng hai khoảng ba bảo hai mươi phút đến ba mươi phút là nó ra đầy pin nha các bạn nó thời nó sẽ rút ngắn cái thời gian sạc này nha chú ý cho mình nên giờ các bạn đi mua cục sạc các bạn chú ý cái công suất cho mình nha. Tính các bạn tới kia tìm cái cục sạc nào có công suất càng lớn á, càng lớn là nó sẽ đi kèm cái điện áp lớn hoặc dòng điện lớn là nó sẽ giảm cái thời gian sạc lại nha. Nên các bạn chú ý khi mà đi mua cục sạc á. Các bạn chú ý công suất cho mình, cái công suất nên lựa chọn cái cục sạc nào có công suất lớn là ok nhất nha các bạn. Đừng có mua cục sạc là công suất nhỏ quá, công suất nhỏ là cái thời gian sạc nó cũng, cũng nó lâu hơn hơn so với cục sạc công suất lớn nha các bạn à, còn quay trở lại vấn đề này nha các bạn cái tính đó, cái tính của mình là b bằng u như nghi nha các bạn ở đây á các bạn tính đây nè đó mình tính cho các bạn thấy rồi cái cục sạc này nó không ghi công suất nha các bạn các bạn cái gì cái này chín vôn nha các bạn u u cho bằng chín vôn nha đây là mình ghi chín vôn nha các bạn chín vôn và cái điện áp ra là một sáu bảy vôn nha các bạn một phẩy a bảy và cái cái, cái ngõ ra này các bạn đây là ngõ ra của nó 5 v nha các bạn 5 v 5 v 2 a nha các bạn đây là 5 v 2 a nha thế thì các bạn tính làm sao tính rất dễ nha các bạn các bạn lấy á b cái tôi, mặc dù á cái 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 cục sạc nó nguyên công suất các bạn tính được nha b bằng bu như nghi nha các bạn như đối với cái cái này các bạn Như cái 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 này nè, hai cái hai cái này nhân nhau nha các bạn. nhân nhau nó ra khoảng 10W nha các bạn. Nè, hai 5V là nhân 2 hai a nè, ra 10W nha. Là cái công suất các bạn. và tính được khoảng 10W nha các bạn. Cái công suất này là nó đối với cái cái những cái, cái cái cục sạc Samsung này nè. Là nó cái 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 cổng ra các bạn. Cái cổng ra của nó là đối với cái đầu đầu cáp nè cái đầu cáp micro USB nè. Micro USB nha. Còn với cái đầu cáp USB Type C nha các bạn. Nó hỗ trợ USB Type C đó, nó sẽ tăng tăng điện áp lên nha. Dòng điện của máy cũng vậy nha các bạn. Dòng điện tuy nó giảm hơn so với kia nhưng mà nó ta ấy là nó tăng cái điện áp lên nha các bạn. Đây là mình sẽ tính mình sẽ tính sơ bộ cái công suất cho các bạn. Đây là cái công suất của nó là 9 Đây như ở đây các bạn thấy không? Cái điện áp ra là 9V nha các bạn, 9 Là các bạn nhân với cái cái 1.67 ampe nha các bạn, 1.67 nè. Là cái công suất nó ra nhiêu? 13 15W nha các bạn. 15.03W. Mật là 15.03W là mình tính tròn 15W nha các bạn. Cái công suất này là khoảng 15W. đó đây là cái kép tính nha các bạn là các bạn cứ lấy lấy cái lấy điện áp ngõ ra nha các bạn cái lấy điện áp ngõ ra cho mình nha lấy điện áp ngõ ra đây nè cái điện áp ngõ ra cho của nó nè điện áp ngõ ra mà các bạn nhân với cường độ dòng điện nó sẽ ra cái công suất tính là công suất nha các bạn và là các bạn cái có cái cục sạc à, uh, cục nhanh này là các bạn có thể tự, tự đi ép nó ra với cái điều kiện để các bạn có thể tính được công suất nha ngày nay đó các bạn đối với hãng Oppo Oppo này nè nó sẽ cái công suất này các bạn cái công suất này nó tăng lên nha các bạn tăng lên và cái nó tăng luôn hai cái nha các bạn cái cường độ dùng điện của cái điện áp tăng lên tăng lên luôn hết luôn nha ở đây á cái cục sạc nhanh của Oppo các bạn oh, oh, các bạn nhìn cái để ý cái cái cái, cái u cái u của nó cái của nó cái y của nó lúc đầu á nó sẽ có hai loại là có thể là 5V nè. Điện áp 5V là nhưng mà dòng nó tăng lên 4A nha các bạn. Đây nè. 4A thì ở đây á cái công suất của nó là khoảng 20W nha các bạn. Đúng không? 4V là 5V là 4A nè, 20W. Còn đối với cái 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 tiêu chuẩn cái, 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 cái super VOC này các bạn. VOC là do dùng cho cái dòng à, cao cấp đó của nó là cái U các bạn, U của nó nó tăng lên 10V luôn nha bạn. U bằng 10V nè. Và dòng á, dòng cũng tăng luôn nha bạn. Dòng nó tăng lên là 5 5A nha bạn. Là cái tiêu chuẩn Super VOC của của Apple các bạn. Cái U á nó tăng lên luôn. U tăng hết luôn. Còn I nó cũng tăng luôn các bạn nha bạn. Điện áp nó tăng lên bình thường là 5V, giờ nó tăng lên 10V luôn còn cái dòng qua dòng nó tăng tại vì nó theo cái tiêu hướng xuống tăng dòng á là 4A nha các bạn thì tính mình tính ra được cái công suất là khoảng 20W nha nhưng mà uh, hiện tại cái tiêu chuẩn Super c nè cái điện áp nó tăng lên luôn cái dòng nó cũng tăng luôn nha các bạn và mình tính ra cái công suất cái này á, là 50W nha các bạn đây nè 50W nha các bạn mà là, Điều này chứng tỏ gì? là cái sạc công sạc nhanh này Super nè nó sẽ tăng được cái cái công suất lên nó sẽ lớn hơn hơn cái tiêu chuẩn VOC và bạn cái này Super VWC, dùng cho mấy mấy cái mua đèn smartphone cao cấp của của Apple nha các bạn và bây giờ cái đề, cái công suất của nó nó sẽ tăng hơn nha các bạn nó sẽ tăng lên từ 20W nó tăng lên 50W nha các bạn hiện nay nó có xu hướng càng ngày càng tăng cái công suất nha các bạn cái công suất càng ngày càng tăng nên các bạn khi lưu các bạn lưu ý các bạn khi mà các bạn lựa chọn mua cục sạc á đây nè, các bạn lưu ý khi mà các bạn mua cục sạc nhanh đó các bạn để ý cho mình nha. Chú ý cho mình cái vấn đề và công suất nha các bạn. Công suất của cục sạc nha. Trên cục sạc nào nào mà nó ghi công suất á, công suất là tính được nó ra các bạn. Còn à, là các các bạn nên chịu chọn cái công suất nào càng lớn càng tốt nha các bạn. Còn không á là các bạn cứ để ý cái ngõ output mơ cho mình nè. Output đó mà cái điện áp á, điện áp với cái này nó ra với từ điện á. Ví dụ nó nó lên khoảng 10V nha các bạn hoặc là 12V nha các bạn. Dòng nó 2A cái u này có thể tăng lên các bạn như u u của này nè chín v nha các bạn nhưng mà cái u của của cái apple um, nó tăng lên 10 v nha các bạn rồi có nó tăng lên 12 hai nữa 12 hai còn cứ được như này nó tăng lên nha nếu mà nó đang tăng âm um, năm um, là có thể là sáu mươi luôn nha các bạn càng lớn á, thì cái, cái 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 tốc độ cái công suất càng lớn á, thì cái thời gian sạc nó càng nhanh rút ngắn lại nha các bạn là ok à? để các bạn cái chú ý cho mình nha cái chú ý cái vấn đề và cái công suất cho mình nha đó điều này quá quan trọng nha các bạn công suất tăng lên đó, là nó sẽ rút ngắn được cái thời gian nha đó đây là cái cách tính nha các bạn trường hợp mà các bạn không có cái coi giấy không biết cái, cái, cục sạc này có công suất bao nhiêu đó, là các bạn cứ tính cho mình lấy cái điện áp ngõ ra nó bút nè điện áp ngõ ra nè nhân với cái cường độ dòng điện là nó ra công tính là công suất nha các bạn rồi là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nha cái uh, nhận biết cái cục sạc nhanh nha là cục sạc nhanh nha rồi cái cái cách tính là cái công suất là, công suất này cũng khá quan trọng các bạn rồi cái, cái, những cái model là những cái máy á nên nó có hỗ trợ sạc nhanh đó là các bạn với cha có biết được cái máy hỗ trợ sạc nhanh nha thứ nhất cái model là cái máy nó hỗ trợ nhanh và cái thứ hai các bạn có cục, cục sạc nhanh là bạn mới mới sử dụng được cái chức năng sạc nhanh nha các bạn chức năng này rất là hữu dụng nha các bạn nó nó sẽ giúp cho các bạn sạc các thiết bị của bạn như điện thoại máy tính bảng hay bất kỳ cái gì các bạn là rất nhanh nha các bạn nó rút ngắn cái thời gian lại nha là là nên các bạn có đủ cái năng lượng điện á cho cục pin đó Và các bạn có thể xài được nhiều nhiều thứ nha các bạn rồi video của mình đến đây là hết nha các bạn các bạn có thắc mắc ý kiến gì á các bạn cứ để lại comment ha mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn nha rồi chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha